Ngày hôm nay mình sẽ unbox hai siêu phẩm mới nhất đến từ thương hiệu Gumpu, đó là Du Long và Phoenix. Đây là hai sản phẩm được người chơi cầu lông trên toàn quốc rất đón chờ. SSB được nhận rất nhiều câu hỏi về nhất là cây Du Long này. Đây là bản hộp dành cho dịp Tết Nguyên Đán sắp tới đấy, mọi người nhá. Đầu tiên là cây Du Long. Anh em nhìn chữ Du Long chưa? Gumpu là một cái thương hiệu rất là mạnh ở cái phân khúc giá rẻ. Chúng ta thường biết đến dòng vợt K520 như là 99 Pro, nhưng mà khi mà sản xuất những cái bản hộp ấy thì Gumpu không bao giờ làm anh em phải thất vọng cả. Trong một set Du Long ra sẽ có đầu không thể thiếu là vợt rồi. Các phụ kiện đi kèm sẽ bao gồm một sợi cước K65. Theo như thông số mình thấy ở đây ấy, thì nó ngang bằng với cước BG65 của Yonex và cước N70 của Liên Linh. Nói chung ở đây một sợi cước sẽ bền. À, sẽ được tặng thêm một chiếc túi nhung. Đây là hai cái quần cán, hai quần cán KG30. Nhìn cũng giống cái 108 của Yonex ấy. Nhưng mà tạm thời bỏ qua những thứ phụ kiện ấy, đi vào review chính cây vợt này. Về họa tiết cũng như là ngoại quan của cây Du Long thì chúng ta không phải bàn cãi nhiều. Một màu sắc, một không khí rất là Tết. Điểm chữ T của cây vợt này ấy, thì Gumpu đã thiết kế một mặt là logo Gumpu, và ở phía mặt còn lại sẽ là logo con rồng. Về thông số kỹ thuật, thông số kỹ thuật của cây vợt này, đây là một cây vợt có điểm cân bằng là 298mm. Khá nhẹ, khá nhẹ đầu. Mình cầm đây mình cũng thấy độ cái độ nhẹ đầu của nó. Trọng lượng 4U G6, cán khá bé. Trọng lượng 4U của cây vợt này nó sẽ rơi vào khoảng 82g. Sức căng tối đa sẽ là 32 lbs, tương đương với khoảng 12,5 cân. Chung là cây vợt này sẽ nhẹ. Đây là một cây vợt nhẹ đầu, dễ đánh. Mình cầm thấy nó giống với cây giống với cái K520S màu trắng. Cầm khá giống. Nhưng mà về cái ngoại hình của cây này so với cái cây K520S đấy thì